Xin chào chị bạn, lại là em Ken đây. Chào mừng chị bạn quay trở lại với kênh YouTube của Ken Audio. Đó thì lời đầu tiên dành cho anh chị bạn nào mà mình vừa mới biết đến bên Ken Audio của em, chuyên về các cái bộ mic go hát thu âm livestream nè, rồi mic karaoke gia đình, bàn mixer, đó các cái phụ kiện về âm thanh điện tử có đầy đủ anh chị bạn. Thì anh chị bạn có thể liên hệ hotline hoặc nhắn tin Zalo cùng một cái số điện thoại em có để trên màn hình nha. Và rất cảm ơn chị bạn thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh audio của em trong suốt thời gian dài vừa rồi. Thì cái video ngày hôm nay em muốn gửi đến chị bạn là em sẽ hát test thử chất âm của em micro đến từ thương hiệu Tasta với model là SM18L đó. Em sẽ để trên này nè, model SM18L. Thì em micro này có thể nói là thuộc hàng siêu phẩm và là hàng hiếm anh chị bạn. Thì nó chỉ có một một hai em gì đó thôi và chứ chưa có bán đại trà trên thị trường đâu nha anh chị bạn. Hiện tại thì là bên Ken Audio của em đang có đó, chứ ngoài thị trường là chưa có bán đại trà đâu nha. Và anh chị bạn cần thì có thể liên hệ sẽ được một cái giá tốt nhất cho anh chị bạn ha. Và chất âm của em này thì theo đánh giá là rất rất là ok luôn, nó lọc tiếng trong trẻo. Thì lát sau anh chị bạn sẽ em sẽ hát thử đến chị bạn mình trải nghiệm trực tiếp nha. Và nếu mà anh chị bạn nào mình chưa bấm đăng ký kênh đó, hãy nhớ bấm đăng ký kênh nha anh chị bạn, bấm vào cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra video mới ha. Đó rồi, và em cũng sẽ nói sơ về cái chính sách giao hàng cũng như là đặt hàng bên cái audio của em. Vì em mic này là thuộc hàng hiếm, hàng số lượng có hạn đó. Thì anh chị bạn mình đặt hàng nếu như mà ở tỉnh thì vui lòng cọc trước giúp em nha, cọc trước 100-200 gì đó thì em sẽ lên đơn giao. Còn đối với những chị bạn mà mình ở trong Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh thì quá là đơn giản rồi, cần thiết thì có thể đến trực tiếp bên em hoặc là có thể bên em sẽ ship đến. Trong Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ tầm có 1-2 ngày là có hàng thôi anh chị bạn đó. Thì hàng em hỗ trợ anh chị bạn giao đến được xem hàng chứ không thử hàng nha anh chị bạn đó. Thì mua bên em thì anh chị bạn đã mua rồi thì cũng yên tâm về cái độ uy tín và chất lượng của bên em rồi. Trước khi giao hàng em sẽ test kỹ lưỡng cho anh chị các bạn, ok rồi bên em mới lên đơn giao. Nên là anh chị bạn cứ yên tâm, hàng bên Ken Audio của em là sẽ có tem bảo hành dán trên sản phẩm và kèm với hóa đơn đi kèm, và thông tin khách hàng em sẽ có lưu trên hệ thống giao hàng. Nên là anh chị bạn cứ yên tâm khi mà mua hàng bên Ken Audio của em ha. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa, xin mời anh chị bạn mình cùng theo dõi nha. Phải chăng lúc này em có một người thế thay, họ cho em nhiều, bên em sớm tối nuôn chiều, còn anh chỉ là giống như người đã thoáng qua. Đâu đến tận cùng nhân vân giả vờ hạnh phúc, phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ. Một thương hai chờ em đi anh cũng không ngờ, đành ôm kỷ niệm cô đơn mình anh với đêm. Năm tháng đêm đêm yêu em chẳng cần đông đêm. Vậy mà em nỡ buông tay anh rồi, buồn đâu anh không anh than với trời. Thương thật lòng sao anh nhận lại bạn không, nhành hoa thay lá như em thay lòng. Sao tim anh không ngừng nhớ mong, đến bao giờ mới quên được người mình yêu. Mít hát rất là nhẹ luôn chị bạn, tiếng rất là sắc nét chi tiết ha chị bạn, trong trẻo. Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ. Một thương hai chờ em đi anh cũng không ngờ, đành ôm kỷ niệm cô đơn mình anh với đêm. Năm tháng đêm đêm yêu em chẳng cần đông đêm.
Vậy mà em nỡ buông tay anh rồi, buồn đau anh không anh than với trời. Thương thật lòng, sao anh nhận lại bạn không? Nhành hoa thay lá như em thay lòng, sao tim anh không ngừng nhớ mong? Đến bao giờ mới quên được người mình? Ok anh chị bạn, đó là vừa rồi em đã hát thử, test thử chất âm cho anh chị bạn mình nghe ha, và trải nghiệm ha. Còn riêng em thì em cảm thấy em mic này rất là ok luôn chị bạn. Từ cái độ lập tiếng, nó lập tiếng của mình nghe rất là mượt ha. Và có thể nói là nó cũng không có thua kém gì so với khi mà mình dùng hát trên những cái phần mềm mà cài trên laptop đồ anh chị bạn ha. Đó, thì anh chị bạn nếu mà cảm thấy ưng em mic này, đó model là SM18L đó, thì có thể liên hệ nhanh với kênh audio của em, bởi vì số lượng thì có hạn thôi anh chị bạn. Đó, em mic này thì số lượng có hạn, thuộc là hàng hiếm ha. Đó rồi, một lần nữa rất cảm ơn anh chị bạn mình đã dành thời gian xem hết video clip này. Nếu như mà cảm thấy thích thì hãy cho em một like nha. Còn anh chị nào mình chưa bấm đăng ký kênh á, hãy nhớ bấm đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi mà em cập nhật những cái sản phẩm hot chất lượng bên chỉ có tại kênh audio của em. Rồi rất cảm ơn chị bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh audio trong suốt thời gian vừa rồi. Bây giờ xin chúc anh chị bạn thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn lại ở những video lần sau.